Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và mình là Nami. Ngày hôm nay rất vui khi được đồng hành cùng với các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta bàn luận đến là gì? Thì chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay sau đây nhé. Bên cạnh mình thì đang là chiếc Z490 Aorus Master, là thế hệ tiếp theo của Z390 Aorus Master. Em này thì được nâng cấp lên để phù hợp hỗ trợ cho các CPU Intel Core Magic S, đặc biệt là chiếc Core i9-10900K với 10 nhân và 20 luồng xử lý cơ. Xét về mặt ngoại hình thì em này có phần hơn hẳn so với người anh trước của mình là Z390. Khi mà có một điều mình không thích ở Z390 trước đây đó là về phần màu sắc, bạn ấy thì khá là lòe loẹt. Bên cạnh đó thì những cái phần mà góc cạnh thì được lạm dụng quá là nhiều, khiến cho tổng thể nó không có một sự sang trọng nhất định. Nhưng về phần Z490 này thì như các bạn có thể thấy thì hoàn toàn trên bo mạch chủ đã được chuyển sang thành màu đen, và có duy nhất một điểm nhấn ở phần chipset là màu xám, khiến cho bo mạch chủ của chúng ta có phần sang trọng hơn và đặc biệt là cực kỳ dễ hợp với các linh kiện khác. Đèn led thì được bố trí ở phần tản nhiệt VRM cũng như là phần chipset, và ánh sáng này thì được điều hành qua phần mềm RGB Fusion. Thế nên là nếu như anh em có mua các cái linh kiện khác của nhà Gigabyte thì hoàn toàn có thể điều chỉnh ánh sáng của mình thông qua phần mềm này nhé. Điểm đặc biệt mà mình thấy duy trì xuất hiện trên các bo mạch chủ Z490 của nhà Gigabyte đó chính là phần PCIe 4.0. Với chuẩn 4.0 này thì băng thông đã lên tới tốc độ tối đa là 64GB trên giây. Nó cao gấp đôi hơn hẳn so với lại PCIe 3.0 nếu như các bạn sử dụng tới mức độ tối đa. Nhưng mà hiện tại trên thị trường thì vẫn chưa có chiếc cặp màn hình nào có thể hưởng lợi từ băng thông này cả. Mình hy vọng tới thế hệ tiếp theo của những RTX 3080 Ti thì sẽ khác. Với số lượng hai khe PCIe trên cùng được đặt cách nhau 2 slot thì nếu như bạn muốn sử dụng hai cặp màn hình thì chắc chắn sẽ phải sử dụng thêm tản nhiệt nước custom. Nếu không, cặp trên sẽ ăn toàn bộ khí nóng từ phía dưới và bị giảm hiệu năng làm mát đi rất là nhiều. So với thế hệ Z390 cũ thì Z490 Aorus Master vẫn giữ nguyên 3 khe cắm ổ SSD NVMe và khe trên cùng hỗ trợ Gen 4. Đối với mình thì 3 khe là quá đủ rồi và cũng không cần thêm nữa. Mặc dù là nguyên tấm ốp mặt trên của mainboard để tản nhiệt SSD nhìn đẹp hơn thế hệ cũ rất nhiều, thế nhưng lại mang đến điểm trừ đó chính là các bạn không thể lắp thêm SSD NVMe thứ 2 hoặc thứ 3 dễ dàng như trước nữa. Nếu muốn lắp thêm SSD, các bạn buộc phải tháo cặp màn hình ra để nhấc tấm ốp SSD. Và đây sẽ là cực hình nếu như bạn muốn sử dụng những hệ thống tản nhiệt nước custom khủng. Phía sau thì giống như là những bo mạch chủ cao cấp khác, chúng ta có khe chặn I/O được lắp sẵn. Trên đó chú thích khá đầy đủ đâu là cổng kết nối gì. Lấy kê ra từ trái qua phải thì chúng ta có một nút Clear SIM Mode và Quick Flash, hai cổng kết nối anten Wi-Fi 6 đi kèm, 4 cổng USB 2.0, một cổng HDMI 1.4, hai cổng USB 3.2 Gen 1, 4 cổng USB 3.2 Gen 2, trong đó có một cổng Type-C, cổng LAN 2.5G và cuối cùng là cổng kết nối âm thanh. Khi mà nhắc tới Aorus Master thì chúng ta không thể nào không nhắc tới dàn VRM cũng như là tản nhiệt cực kỳ chất lượng này được rồi. Năm nay thì Gigabyte đã sử dụng tới 14 phray điện 90A hơn hẳn so với 12 phray điện 40A ở thế hệ trước. Đây là một sự cải tiến cực kỳ mạnh mẽ khi mà tổng cường độ dòng điện cung cấp được đẩy lên tới 1260A so với 480A. Nhìn vào con số này thì chắc chắn các bạn cũng cảm thấy 10.900K yêu cầu rất cao tới chất lượng dàn điện đúng không? Và để tản nhiệt cho khu vực VRM thì năm nay Gigabyte cũng có những nâng cấp nhất định. Vẫn là công nghệ Direct Touch vốn đã tốt từ thế hệ trước, thế nhưng mà điểm cải tiến nhất đó chính là về thiết kế lá tản nhiệt, nó không còn là lá phẳng mà sử dụng lá dạng phin array được dập lồi để tăng cường lưu thông gió. Để thử nghiệm khả năng ép xung của Z490 Aorus Master, mình sử dụng tiết RAM T-Frost Extreme 16GB 3600MHz Cas 14, tản nhiệt Aorus Liquid Cooler 360 và cặp màn hình Gigabyte Aorus RTX 2070 Super. Mức xung tối đa mà mình có thể đạt được là 5.1GHz trên toàn bộ 10 nhân, với mức VCore là 1.344V trên CPU-Z. Mức xung này cao hơn 200MHz so với mức turbo tối đa của 10.900K mặc định là 4.9GHz. Có một điểm mà mình đã nhắc tới ở video trước, thế nhưng mà có thể là không có nhiều bạn để ý tới, đó chính là Intel hiện nay thì đã trang bị tính năng Thermal Velocity Boost, tức là khi mà CPU của bạn đủ mát thì mới có thể kích hoạt mức xung là 4.9GHz, còn nếu như chưa thì chúng ta chỉ có thể kích hoạt lên tới tối đa là 4.8GHz hoặc là thấp hơn. Thế nên là các bạn hãy cực kỳ chú ý về phần tản nhiệt này nhé. Với mức xung như vậy thì lượng điện tiêu thụ của chiếc 10.900K này là rất cao, khi lần lượt tiêu thụ tới 227W ở mặc định và ngốn thêm 43W khi ép xung. Lượng điện lớn như vậy đồng nghĩa với việc tỏa nhiệt ra cũng không hề ít chút nào, và đây chính là lúc các hệ thống tản nhiệt cao cấp có thể thể hiện sức mạnh khi mà toàn bộ 10 nhân đều được giữ ổn định khoảng 86 độ C ở xung 4.9GHz và nhảy lên tới 95 độ C khi ép xung 5.1GHz. Chiếc Aorus Liquid Cooler 360 mà mình sử dụng là một trong những tản nhiệt all-in-one tốt nhất hiện nay.
Với cây làm mát kích thước 360mm nên mình thật sự khuyên các bạn rằng nếu đã sử dụng 10.900K dù có ép xung hay không thì cũng nên đầu tư rất nhiều cho tản nhiệt. Tối thiểu cũng là một tản nhiệt all-in-one 3 quạt hay là cao hơn nữa là các hệ thống tản nhiệt custom để tối ưu hóa hiệu năng CPU. Tất nhiên là với một dàn tản nhiệt VRM chất lượng thì chúng ta hoàn toàn có thể yêu cầu cái khả năng làm mát tốt phải không nào? Với điều kiện thử nhiệt độ phòng điều hòa là 29.5 độ C, không có lưu thông và để mềm bên ngoài cây thì nhiệt độ của VRM mình đo được là khoảng 77 độ C khi mà chạy mặc định và khoảng 78 độ C khi mà ép xung. Mặc dù lượng VCO cũng như là điện năng tiêu thụ tăng đáng kể, nhưng nhiệt độ VRM chỉ tăng rất ít, cho thấy hiệu năng làm mát của chiếc Gigabyte Z490 Aorus Butter là cực kỳ ấn tượng. Mức nhiệt này được coi là an toàn và mát hơn khá nhiều so với các sản phẩm Z490 khác khi mà trên forum nước ngoài đã có những trường hợp ghi nhận nhiệt độ gần chạm tới ngưỡng là 100 độ C rồi đó. Nhưng với việc Gigabyte đầu tư rất nhiều cho tản nhiệt VRM, đặc biệt là các lá nhôm tăng lưu lượng gió, thì các bạn nên đặt thêm quạt ở khu vực VRM để giúp lưu thông gió nhằm giảm nhiệt độ khu vực cấp điện cho CPU này. Thế nên là việc mình tăng lên 5.1GHz thì cũng là chỉ tăng được khoảng 4% mà thôi. Thế nên là ở đây cũng có nhiều bạn đặt ra câu hỏi là chúng ta có nên đánh đổi nhiệt độ cũng như là điện để lấy 4% này hay không? Thì hiệu năng mình đã ghi nhận trong các bài thử nghiệm như là Cinebench R15, Cinebench R20 hay là CPU Z Benchmark, 3D Mark 5 Tri, Ultra đều ghi nhận kết quả tăng từ 3 đến 5%, đúng bằng với lượng xung được đẩy lên. Còn trong gaming thì mình chỉ có thời gian thử với hai tựa game là Shadow of Tomb Raider và Battlefield 5 thì Shadow of Tomb Raider gần như không tăng hiệu năng, còn Battlefield 5 thì lại rất ấn tượng khi tăng tới gần 10% FPS trung bình. À mà còn một điều nữa, đó là khi mà chơi game thì chắc chắn 10.900K của chúng ta không hoạt động quá nhiều và gần như không bao giờ tải tới 100%. Thế nên nhiệt độ tỏa ra khi chơi game chỉ đạt khoảng độ tầm 60 độ C khi mà ép xung 5.1GHz mà thôi. Đây là mức nhiệt độ rất lý tưởng cho một CPU hạng nặng như vậy. Và nếu như bạn chơi game thì hãy yên tâm rằng nếu game không quá ngốn CPU thì đừng quá lo lắng về vấn đề nóng kể cả khi ép xung nhé. Nếu như các bạn có hầu bao rủng rỉnh cũng như là muốn lựa chọn một CPU gaming tốt thì chắc chắn 10.900K là lựa chọn tốt nhất rồi và không có lựa chọn nào khác tốt hơn đâu. Mặc dù Intel vẫn giữ tiến trình 14 nanomet cải tiến và nhồi nhét thêm tới tận 10 nhân thực cũng như là tăng mức xung cao chót vót lên tới 4.9GHz, thế nhưng bù lại vào đó thì nhiệt độ vẫn ở mức gọi là chấp nhận được. Khi mà nhận được chiếc CPU này thì mình có suy nghĩ là những chiếc tản nhiệt all-in-one kể cả cao cấp đi chăng nữa thì cũng khó có thể chạy được với em này. Thế nhưng mà bất ngờ xảy ra đó chính là nó không những chạy được mà lại còn chạy cực kỳ tốt nữa cơ. Nhưng với việc để mức xung của mình lên quá cao, vậy thì chúng ta không còn quá nhiều khoảng trống để ép xung nữa. Thế nên là mức xung tối đa mình nghĩ các bạn có thể đạt được ở đây là 5.1GHz, so với cái mặc định ban đầu thì không có quá là nhiều vượt trội phải không nào? Thế nhưng mà nói gì thì nói, Intel thì vẫn đã và đang cho ra những dòng sản phẩm CPU gaming cực kỳ chất lượng và tốt rồi. Còn về hiệu năng làm việc thì sao? Chúng ta hãy cùng hẹn gặp lại nhau trong những cái video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì các bạn cũng đừng quên like, share cũng như là subscribe và nhấn quả chuông xinh xinh ở bên cạnh để cùng gặp lại mình cũng như là theo dõi các video tiếp theo của Hà Nội Computer nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!